Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại kho ngoại quan ICH tại khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh Lô Quốc Phúc, 19 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận. Khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2018, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Hữu Tuấn, 32 tuổi, là tài xế xe container đi vào kho ngoại quan để tìm chỗ ngủ, chờ xuống hàng. Lúc này, anh Lê Văn Mến là bảo vệ kho, thấy Tuấn không mặc đồ bảo hộ lao động và không đeo thẻ nên nhắc nhở. Bị nhắc nhở, Tuấn bực tức, đi vào trong xe lấy một cây mã tấu giấu sẵn. Sau đó, Tuấn xông vào phòng bảo vệ chém anh Mến. Anh Mến bỏ chạy ra ngoài nên không bị thương. Thấy hai người đánh nhau, anh Lô Quốc Phúc cũng là bảo vệ của kho chạy vào can ngăn thì bị Tuấn chém, sau đó Tuấn tiếp tục đuổi anh Mến. Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Bình Hòa tuần tra gần đó phát hiện bắt giữ Tuấn cùng tang vật. Anh Phúc được mọi người chuyển đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do mất máu quá nhiều nên đã tử vong tại bệnh viện.